Tình yêu có khi nó phai tàn theo năm tháng, tình thương thì khi đã thương rồi thì sẽ thương mãi mãi. Cái giá trị đạo đức nó bị bào mòn rồi bởi vật chất lên ngôi, khiến cho người ta suy đồi đạo đức, khiến cho người ta không còn biết trân trọng cái giá trị cao cả thiêng liêng của con người ta là cái tình. Trong những thứ tình, cái tình nghĩa, tình người là những cái thứ tình thiêng liêng nhất. Tình yêu có khi nó phai tàn theo năm tháng, tình thương thì khi đã thương rồi thì sẽ thương mãi mãi. Còn tình yêu á, thì đôi khi thấy vậy chứ, lúc hết yêu rồi nó hết đó quý vị. Thương với yêu á, chọn cái thương chứ không chọn cái yêu. Vì cái thương á, nó sẽ lâu dài và nó bền bỉ. Nhưng đừng phải là thương hại nha, thương hại là chết nha. Còn tình yêu á, có khi mình chuyển nhượng từ người này qua người kia, mình xê dịch